dạng một của cô như sau này. Đó là sử dụng các ký hiệu thuộc, không thuộc, con, N, Z và Q để chúng ta sẽ đi áp dụng vào làm bài tập. Và bây giờ đầu tiên sẽ là bài 1 như sau. Điền ký hiệu thuộc, không thuộc, con thích hợp vào ô vuông. Đầu tiên âm 5 ô trống tập hợp N, âm 5 ô trống tập hợp Z, âm 5 ô trống tập hợp Q, âm 6 phần 7 ô trống tập hợp Z, âm 6 phần 7 ô trống tập hợp Q, và cuối cùng là tập hợp N ô trống tập hợp Q. Đó, thì chúng ta sẽ vận dụng những cái kiến thức mà chúng ta đã được học ở trong cái phần kiến thức cần nhớ để chúng ta sẽ làm cho cô bài 1 này nhé. Và trước khi làm bài 1 này thì cô sẽ lưu ý cho các em, đó là mối quan hệ giữa các phần tử này và một tập hợp. Đó, bên này bên trái là một phần tử và bên phải là một tập hợp, đúng không nào? Thì sẽ có là gì? Thường chúng ta sẽ có là gì? Điền ký hiệu thuộc hoặc là không thuộc. Còn mối quan hệ giữa hai tập hợp như thế này thì chỉ có thể là gì? Tập hợp con, hay nói cách khác là gì? Là con hoặc là gì? Không phải là con. Được chưa? Đó, thì các em sẽ nhớ cho cô chú ý này. Đầu tiên này, âm 5 ô trống tập hợp số tự nhiên N. Thì bây giờ các em thấy âm 5 nó không thuộc tập hợp số tự nhiên, đúng không nào? Vì tập hợp số tự nhiên gồm các số là 0, 1, 2, 3, 4, vân vân. Mà âm 5 thì không có ở trong đó, thì chúng ta sẽ điền ký hiệu là không thuộc ở đây. Tiếp theo, âm 5 ô trống tập hợp Z. Thì các em cũng đã biết là tập hợp số nguyên Z là tập hợp gồm các số nguyên âm, số 0 và số nguyên dương rồi, đúng không? Thì các em thấy số âm 5 là số nguyên âm thì chắc chắn nó sẽ nằm ở trong tập hợp Z rồi, đúng không nào? Thì ở đây chúng ta sẽ điền ký hiệu thuộc. Đó. Tiếp theo là âm 5 ô trống Q. Đó. Thì các em thấy tập hợp Q là tập hợp gồm các số tự nhiên này, số nguyên này, phân số này, hoặc là số thập phân, đúng không? Thì chúng ta thấy âm 5 là chắc chắn sẽ thuộc tập hợp số hữu tỉ Q rồi, đúng không nào? Đó. Hoặc là một cách suy luận khác, đó là các em thấy là gì? Âm 5 thuộc tập hợp số nguyên, mà số nguyên lại là con của tập hợp số hữu tỉ, thì chắc chắn chúng ta sẽ suy ra được âm 5 sẽ thuộc tập hợp Q. Được chưa? Và bây giờ chúng ta sẽ sang câu tiếp theo. Đó là âm 6 phần 7 ô trống tập hợp Z. Thì các em thấy âm 6 phần 7 là một cái phân số, đúng không? Thì các em thấy nó không thuộc tập hợp Z, đúng không nào? Điền ký hiệu không thuộc vào. Tiếp theo, âm 6 phần 7 ô trống tập hợp Q. Thì các em thấy là gì? Tập hợp Q là tập hợp gồm tập hợp số tự nhiên, số nguyên, phân số A trên B và số thập phân, đúng không? Thì các em thấy âm 6 phần 7 là một phân số. Trong đó thì A, B của cô thuộc hợp tập hợp Z này, tức là 6 và 7 của cô thuộc tập hợp Z, và mẫu số đó là 7 của cô khác không. Chính vì vậy mà âm 6 phần 7 thuộc tập hợp Q. Tiếp cuối cùng, tập hợp số tự nhiên ô trống tập hợp số hữu tỉ. Thì các em thấy là gì? Tập hợp số tự nhiên là con của tập hợp số hữu tỉ. Thì ở đây chúng ta sẽ điền ký hiệu là tập hợp con. Đó. Rồi, đó là bài tập thứ nhất. Các em thấy là gì? Mối quan hệ giữa những cái số và những cái tập hợp này, thì các em sẽ dựa vào cái định nghĩa các tập hợp này để chúng ta sẽ làm cho nó chính xác nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ sang bài tập số 2. Bài 2 của cô như sau. Điền các ký hiệu N, Z, Q vào ô trống cho hợp nghĩa. Điền tất cả các khả năng có thể. Đó, tức là làm sao? Ví dụ một cái ô trống này không có nghĩa chỉ là một trong cái ba tập hợp này, mà nó có thể có hai hoặc là cả ba tập hợp này, được chưa? Thì chúng ta sẽ chú ý để xem là gì? Chúng ta sẽ điền vào ô trống những cái tập hợp nào, chưa? Tiếp theo, bây giờ đầu tiên này, âm 3 thuộc ô trống. Thì các em thấy âm 3 là một số nguyên âm, đúng không? Thì một số nguyên âm chắc chắn sẽ không thuộc tập hợp số tự nhiên rồi. Thì các em thấy âm 3 nó sẽ thuộc tập hợp Z và thuộc tập hợp Q, đúng không? Thì ở đây ô trống của cô sẽ điền tập hợp Z này và tập hợp Q. Đó.
Tiếp theo, 10 của cô thuộc tập hợp nào? 10 thì các em thấy nó là một số thuộc tập hợp số tự nhiên này, thuộc tập hợp Z và cũng chắc chắn sẽ thuộc tập hợp số hữu tỉ quy rồi, đúng không? Thì ở đây, ô trống này chúng ta sẽ điền được cả 3 tập hợp. Đó là N này, Z này và Q. Tiếp theo, 2 phần 11. 2 phần 11 đây là có dạng một phân số đúng không? Mà A, B của cô thuộc tập hợp Z và B của cô khác không đây? Thì suy ra 2 phần 11 sẽ thuộc tập hợp số hữu tỉ Q. Tức là ô trống này chúng ta chỉ điền được một tập hợp, đó là tập hợp Q thôi đúng không nào? Tiếp theo cuối cùng, âm 3 phần 5. Thì ở đây tương tự như thế chúng ta cũng chỉ điền được tập hợp Q thôi. Được chưa nào? Đó là bài tập số 2. Và bây giờ chúng ta sẽ đi sang cái dạng thứ hai nhé.